sao khó xử người luôn, làm sao mà lại có giá tiền mà mới đem tình hình nơi này ở cho tôi. Tôi nói chỗ tôi không có giá tiền. Bà ấy nói không có giá tiền ở có từ pháp sư. Tôi nói không có giá tiền mới cao, có giá tiền thì không cao. Tôi không thu tiền. Đó là trong kinh Đức Phật nói buôn bán Như Lai. Họ có gan, không sợ nhân quả. Chúng tôi không có gan như vậy. Sai. Giảng biết nghĩa được biết.